Bậc 3, thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Thuế suất 15% sẽ là 18 triệu trừ 10 triệu tất cả nhân 15% bằng 1,2 triệu đồng. Bậc 4, thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến dưới 32 triệu đồng. Thuế suất là 18 triệu tất cả nhân 20% bằng 0,48 triệu đồng. À, 0,25 triệu cộng 0,5 triệu cộng 1,2 triệu cộng 0,48 triệu bằng 2,43 triệu đồng. Đây là cách tính số thuế phải nộp tính theo từng bậc của biểu thuế lũy tiến từng phần. Chúng ta chú ý. Cùng bạn sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai, nhiều kinh nghiệm được rút ra với phương thức dạy học trực tuyến để khắc phục hạn chế về thời gian, không gian tương tác, về công nghệ cũng như điều kiện khác nhau của mỗi gia đình. Tuy nhiên, trăn trở nhiều nhất của mỗi giáo viên có lẽ vẫn là làm sao để tăng cường sự chủ động, ý thức tự học của học sinh. Các chuyên gia đã chỉ ra khi ở nhà học sinh ở trạng thái uể oải, không sẵn sàng cho buổi học và có nhiều thứ hấp dẫn xung quanh hơn là tập trung vào bài giảng. Phương án để chuyển học viên sang một trạng thái tích cực, sẵn sàng cho buổi học có rất nhiều, có thể dùng những câu chuyện cười, những lời thăm hỏi chân tình hay nêu rõ giá trị hấp dẫn của bài học để khích lệ tinh thần học tập. Một khi đã phá vỡ được tảng băng ỉ của học viên thì việc học mới diễn ra hiệu quả. Nếu dùng cách điểm danh gọi tên quen thuộc thì sẽ khó tạo được hứng thú với học sinh nói chung, đó là chưa kể. Ca khúc Mùa Thu do ca sĩ Hà Trần thể hiện. Những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo hầu hết nói về tình yêu, một thứ tình yêu lung linh. Hình ảnh của mùa thu thay lá đầy màu sắc biến chuyển, mang những sắc thái tình cảm rất đời mà bất cứ người nghe ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể tìm thấy một phần cá nhân mình trong đó. Ca từ chất lọc, đẹp và cô đọng nhưng lại rất biến ảo, khiến cho người nghe vừa cảm nhận âm nhạc, vừa khám phá sự phong phú đa chiều ngôn ngữ âm nhạc Quốc Bảo. Ca khúc Khi Mùa Thu Đi Qua được nhạc sĩ Tiến Minh phổ thơ từ bài thơ của tác giả Phương Anh. Bài hát đã vẽ lên một mùa thu thật nhẹ nhàng, một câu chuyện tình thật tuyệt vời, cũng có giận hờn, lãng mạn. Ở đây vẽ lên mùa thu xưa mà lâu rồi chúng ta không được thấy hình ảnh của chàng trai chở cô gái và đạp xe dưới trời se lạnh của Hà Nội. Thu vẫn là thu, vẫn trọn vẹn tình ta, vẫn nồng nàn và yêu đến thiết tha. Những hình ảnh đó đã để lại nhiều xúc cảm cho người nghe. Câu chuyện mùa thu, câu chuyện tình yêu thật lãng mạn. Bài hát với giai điệu trong trẻo được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của Ái Phương cũng cho thấy một mùa thu thật tuyệt. Những nét đặc trưng của mùa thu, lá vàng rơi trên những con đường, hình ảnh hoàng hôn, một chút mơ mộng của đôi lứa về thiên đường chỉ có hai người. Chiều xuống lá thu rơi, một mai em thức dậy, tình yêu như đến bất ngờ và anh đang ở đây. Nhành hoa sâu trong tay và anh thương bao rằng nụ hoa bé là em đó thật vô tình. Lá vàng buông xuống, anh đang cùng em dạo bước, bàn tay nắm chặt, em ước gì để cho thời gian ngừng trôi.